shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Quay lại súng tí anh em ơi. Có mỗi cây shotgun mini. Đậu xanh ra đây. Ra đây, cái đậu xanh. Đậu xanh ra đây. Ra đây, ra đây. Cái này là mình chỉ ám sát nó thôi anh em ơi. Đậu xanh, ra đây. Tuổi gì em? Mày tính chơi anh đấy à? Nãy là mình xài shotgun mini là chắc chắn là phải áp sát nó rồi anh em. Nếu không thì không ăn nổi đâu. Sửa giáp cái coi quần máu này. Ngon lành anh em. Rồi, hello các bạn nhá. Chúc các bạn xem live vui vẻ. Có cây M451 này. Có 60 viên đạn thôi, ít lắm. M40 thì nó lại chẳng có viên nào cơ. Nên là có lẽ chúng ta vẫn sẽ phải dùng nhiều cái khẩu súng shotgun mini anh em ấy. Đứa nào ở trên đấy. Lên xúc cho nó thôi anh em ấy. Mà mấy cậu lấy xúc tụi nó luôn, chứ ngại gì đâu. Ủa? À đây rồi. Mày chạy đâu hả em? Không thoát được đâu con trai. Con trai này. Không thoát được đâu con trai, bên kia còn một đứa nữa. Chạy nổi không? Nó vẫn chạy được anh em ơi, hay lắm. Nó vẫn chạy được thì hơi ghê rồi. Ok. Gắt quá ta. Thằng kia qua đây. Một thằng nữa nó đang ở ngay hướng phía ngoài. Còn mọi cái đã anh em hơi nghèo. Hình như thằng bé có mỗi cái khẩu shotgun, ôi vãi cả trưởng. À đây, có một xíu đạn tiểu liên nè. Đấy. Ít ra nó phải như thế chứ anh em. Không thể bảo có mỗi cái khẩu shotgun thì si đa quá nhở. Thằng kia đâu? Có một đứa nữa. Nãy có một đứa trong này nữa cơ. Ok. Có bắn đạn 3 rồi, mình không có xài cái bắn đạn 2 nên đi. Để đấy nó cũng thừa ra mà anh em đâu có xài hết đâu. À đây, ui vãi cả trưởng. Làm sao đây? Đang bất ngờ của anh em đang mày đọc comment của các bạn. Các thằng bé kia có vẻ là hơi bất ngờ thôi. Sao đấy? Coi chừng cái đầu nhá. Cái đầu. Coi chừng nha em ơi. Mình không có bông keo. Thằng bé lên bảng. Chơi ngáo hả em ơi? Làm gì chơi ngáo thế hả em ơi? Thanh niên kiểu chơi ngáo này. À được rồi mọi người. Mình cảm thấy không có bông keo nó là một cái thiệt thòi khá là lớn anh em ơi. Hello các bạn nhá. Các bạn xem like hội mình không? Mình đang mãi chơi game không trả lời được hết comment của các bạn thì các bạn thông cảm. Ôi, giáp toàn giáp cũ thôi. Lúc này mình đang sở hữu combo mũ giáp Paloma này. Đậu xanh, bình tĩnh nào. Let's go. Cứ qua đây tạm cái đã nào, xem chúng ta có gì nào. Chẳng có gì nữa thì có lẽ tầm này chúng ta nên lên cổng trời á. Trời sẽ có gì đâu anh em. Rồi thầy chào Vũ Bảo nha. Thầy giáo kẹo đây anh em. Anh em sẽ like ủng hộ cho thầy giáo kẹo nào. Thế hôm nay không hiểu sao kiểu cảm giác đen vãi trời anh em. Hôm nay tôi đi cắt tóc nhá. Chiều đi cắt tóc thế nào lại đủ ma không ạ? Thế nào dính ngay quả. Nó là giống kiểu như là con dao dọc giấy ấy. Nó dính thép vào lốp. Thế là dắt xe đi xe về chung cư rồi. Thế là lại lôi xe đi vá lốp. Xong mới qua phòng tập gym này. Bây giờ mới lên sóng với anh em này. Qua đây đi. Đầu này khởi động bằng mấy trận solo thôi. Có gì đâu anh em. Nhiều túi máu để làm gì anh em. Mình quên. Có đứa dưới mình hả anh biết rồi. Thôi cũng kệ nó vậy. Đâu quan tâm lắm đâu. Lên thì lên hẳn cổng trời mà chiến thôi anh em. Có một đứa ở ngoài. Cái đậu xanh. Vỡ đầu. Làm gì đây thanh niên? Láo với anh à? Ok các bạn, thằng bé định láo với mình cơ. Tuổi gì. Mình quần máu phát anh em. Ăn ở đâu mà ăn ở.
ở cái chung cư của anh á, anh toàn dính cái kiểu, cái kiểu cho nó miếng thép cho nó dài mọi đường, kiểu kiểu đấy hơi cay. Thôi đi nào các bạn ơi, đạn súng các kiểu nó nhiều quá rồi, thoải mái để quẩy rồi nghe. Cứ qua đây mà kiếm người thôi, lo gì. 1060 người xem hả, cảm ơn anh em. Có thêm bạn tử viên này, bớt bớt máu đi thì có vẻ tốt hơn đấy, bởi vì máu tầm này quá nhiều đấy, thật sự quá nhiều luôn. Cứ xuống đây cái coi. Cô Như hả, hello em Vĩnh Thuận nè, em hư lắm nha. Nguyễn Minh Bình, hello các bạn nhé. Qua đây kiếm người coi xem thế nào chơi anh em. Có ca đâu mà chơi em. Ơ để chơi chung với idol hả em. Anh đi kiếm ca mà đâu có được đâu. Sao anh không quay Ska thì tình yêu chơi. Phải cả trưởng tôi nghèo không ạ, tiền đâu quay. Mình có skin Ska thiên đường rồi, thần tình yêu là cái gì hả em. Có Ska thiên đường rồi, thần tình yêu nó là cái gì đâu. Anh em lại cứ thích yêu đương nhỉ. Tôi chả thích yêu đương tí nào. Ơ vãi cả trưởng, đà đâu ra mấy cái thằng cắn trộm này. Sinh ra để cắn trộm à. Mất dạy. Thằng bé kia sinh ra để cắn trộm rồi. Sinh ra để cắn trộm đấy à. Sinh ra để cắn trộm đấy à. Nó còn máu kia. Thằng kia sinh ra để cắn trộm đấy à. Quần láo lếu. Chả nhẽ mình xấy cho nó vỡ đầu, cho nó chửa đi. Đang mải xấy thẳng ở dưới thằng bé này. Sinh ra để cắn trộm đấy à. Làm sao? Bắn đi. Bắn đi, bắn đi. Sinh ra để cắn trộm đấy à, bắn đi. Đứng đây này, làm gì nhau? Làm gì nhau? Nào. Làm gì nhau? Vãi cả trưởng. Lâu lâu cả mấy đứa sinh ra để cắn trộm. Chết, chết, chết thật. Chạy xuống đây hả? Xuống đây hả? Giữ mông keo cả đứa. Được, giữ mông keo cả. Qua đây. Qua đây. Tí đi móc à? Qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Lên bảng này. Ok mọi người, vứt bớt mấy cái đạn xuống trường đi. Lượm thêm túi máu thì nghe nó có vẻ là ok hơn. Cái gì đây? Biết khu 4 không anh? Không, anh chẳng quan tâm lắm. Đấy là chắc là game thủ Free Fire hả? Giám ba game thủ Free Fire thì bây giờ nhiều lắm anh em. Mình đâu có giao lưu với các bạn ấy nhiều đâu. Nói chuyện chơi chơi với nghe vậy chứ thì mình xem này. Lượm thêm được xíu đạn tiểu liên này. Hôm qua cũng biết có giải đấu game Free Fire, hôm qua mình không có like à. Chứ like ai xem. Có cùng mọi người xem giải đấu thì được thôi. Khổ, không hiểu sao fan lại cứ thích bảo là anh chơi Ska thật tình yêu đi. Chả biết đứa nào xúi giục anh em thế chứ. Tôi có Ska thêm đường rồi. Ok ok các bạn. Rồi nha mấy em nhớ follow cho thầy nhá. Học free không mất tiền đâu. Thầy không bắt đóng học phí như thầy giáo ba đâu. Giúp em lần này đi anh. Em có thể comment của em đâu. Tự nhiên hello cái này. Em sắp huyền thoại cho em chơi với được không? Em có thể vào công đoàn của anh mà. Công đoàn của anh thì các bạn vào trên group Ghana Free Fire Sĩ Kẹo nhá. Liên hệ đoàn Bảo Linh. Ok. Anh mới hết con đoàn Bảo Linh làm kỳ cựu cách đây không lâu. Kìa rồi trên mẹ mày. Chú Ngạn đây, chú Ngạn đến rồi đây. Cái thằng bò mẹ nào nó lại, nó lại gọi Rôn Thính ở ngay cái chỗ kia vậy. Có giảm thanh á hả? Thôi, giảm thanh làm gì. Chơi nòng súng, tăng sát thương bắn mới phê. Anh em hiểu không? Bắn mới phê các bạn ạ. Chú Ngạn đến rồi đây. Cái đứa nào ở ngay tròi kia vậy. Coi chừng mày vỡ đầu với chú nha con ơi. Giam ba cái thằng dâm dâm này, coi chừng mày vỡ đầu với chú nha con ơi. Mày chạy đi con. Mày chạy đi con, mày chạy hộ chú đi con ơi. Chú cho mày chạy luôn này. Đến lúc qua rồi. Đến lúc qua rồi nha em. Ui thằng bé còn tí máu, thằng bé còn tí máu. Gắt thật. Chú đây các con thân yêu. Chú ngạn đấy con ơi.
Lại đây nào mấy cái đứa tôm tép này. Chú cho chúng mày lên bảng đếm số cả luôn nhá. Đứa nào ở dưới đây? Đứa nào ở dưới đây? Chú thấy mày rồi. Liệu hồn với chú nha con ơi. 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 Dăm ba cái thằng nhãi danh này mày dám chơi với chú ngạn hả con? Quần báo đây anh em, Ska thần tình yêu chất. À, anh có Ska thiên đường rồi. Mấy đứa lại bảo anh quay Ska thần tình yêu đi. Thiện style, thiện style. Cái này là chú không chơi đâu nha mấy con ơi. Thiện style. Tính chơi gỗ ra nhưng bắn lại chậm. Thôi sao cũng được, mấy anh em bảo ra súng thính mà. Có gì thì anh em cũng phải vuốt mặt nể mũi cho anh em súng thính mà anh em bảo bắn như quần què thì. Đấy, nói chung là súng thính anh em vẫn nên chơi. Tôi quất khẩu ra rồi là ok rồi. Bom keo các kiểu. Có lẽ nếu mà được thì lượm thêm. Nhưng mà mình lượm sơ sơ thôi. Người ta gọi là lượm đồ xương xương thôi anh em. Có cần phải lượm nhiều làm gì cả. Bắt lợn đã bị hạ. Là tên gì kỳ vậy trời. Tự nhiên lôi lợn ra làm trò đùa. Bắt lợn, chủ lợn hả? Nghe kiểu vô lý hết sức à. Thầy kia, mà liệu hồn. Mày làm gì đấy? Cay mình à? Mày liệu hồn nhá, liệu hồn nhá. Mày cay anh đấy à? Lào tuê. Cái loại con cháu mà dám hỗn láo với chú đấy hả con ơi? Con cháu thì không được hỗn láo nha cháu ơi. Xuống dưới đây anh em ơi, cho nó lành. Sống ở trên này phức tạp lắm. Chuyện kinh dị phiên bản bắn súng giết người. Anh em có thích nghe kể chuyện ma không? Thôi đùa, chú không kể chuyện ma đâu, tụt view đấy. Mỗi lần mình kể chuyện ma xong là ra chả thấy ai xem cả, buồn. Thằng nào đấy? Vãi cả nồi, mày chạy đi. Mày chạy đi con đây, mày chạy đi con đây, nó chạy một vòng gốc cây luôn cả. Thằng nào K98, K98 trên tròi. Được lắm. Một đứa K98 trên tròi anh em ơi. À, hay là nó chơi AM nhỉ anh em. AM là K98 nhỉ. Một đứa chạy bon này, một đứa chạy bon này. Ui thằng kia chạy bon chết rồi. À đây đây đây, ui vãi cả trưởng. Được lắm. Cái này giống kiểu mình bị quay rồi, mình bị kẹp thịt rồi anh em ấy. Bị quay rồi các bạn ơi. Cái đậu xanh này. Thế này giống kiểu bị quay rồi. Một đứa bên này nữa. Ui vãi cả trưởng. Cái này ai chơi. Công quay tôi ghê thế. Phía nào cũng bị quay. Thề luôn cho mình phát khóc với bọn này mất anh em ấy. Phía nào cũng bị quay. Cái đậu xanh chứ. Đứng tạm đây anh em ơi. Phía nào cũng bị quay. Thề. Game nó khốn nạn dã man anh em. Chịu rồi. Thằng kia nó chạy. Thằng K98. Thằng chơi am là vẫn cố nó sơi mình anh em. Chuẩn bị phá một game mà chạy thôi. Phá chỗ này là ok rồi. Thằng chạy am chết với mình. Ê đưa đưa em anh. Chú tưởng anh sợ chú à. Nó ngay ngoài. Ngay ngoài. Làm gì đấy. Với phải trưởng. Chơi hay đuối tí. Hơi đuối tí thôi mà anh em. Lên bảng đi. Chạy bom. Khoan thế này anh chơi. Thề luôn game cảm giác nó dã man con ngan ghê anh em ơi. Quần máu. Gắt thế. Đùa chứ chú ngạn ấy mà các con ấy. Làm sao mà các con lại chơi gắt với chú vậy. Đó bắn đây cho em anh ơi. Ok. Thằng này gãy rồi. Sao còn hai đứa này. Có vẻ hơi khoái. Bo thu lên trên. Mình không còn một quả lựu. Mình không còn một cái quả bóng kèo nào luôn anh em. Chẳng cần một ai nữa. Bất kể ai cũng dư thừa. Cảm giác hơi vãi lúa. Chú ngạn đấy các con ơi. Vãi cả nồi. Thằng kia nó làm gì kia đấy con ơi. Để qua.
cơ hội dành cho chú để rồi. Hai đứa đang xấy nhau. Hai đứa đang xấy nhau. Cơ hội dành cho chú để rồi. Hai đứa đang xấy nhau. Xấy nhau này. Thích xấy nhau không? Thích xấy nhau không? Xấy nhau này. Yes. Yes. Chú Ngạn top 1 nha các cháu ơi. Nhớ subscribe. À quên, nhớ follow, chia sẻ, like stream ủng hộ cho chú nha. Ten. Top 1, 8 kill. Ok. Như vậy là trận đấu này thì mình chỉ có được 8 kill thôi anh em, chưa được nổi cái mức 10 kill. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.